Việt Nam đã tiêm hơn 173,3 triệu liều vaccine phòng Covid-19. Quy định mới về điều kiện phòng dịch với khách bay nội địa. Hà Nội yêu cầu không đặt ra quy định gây khó khăn cho người dân về quê ăn Tết. Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã có 2.110.737 ca mắc COVID-19, đứng thứ 28 trên tổng số 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143. Đến nay, thì Việt Nam đã ghi nhận 133 ca mắc COVID-19 do biến chủng Omicron tại Hà Nội, Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Long An và Quảng Ninh. Báo cáo từ Bộ Y tế cho thấy thời kỳ đỉnh dịch tức là tháng 8 và tháng 9 năm ngoái số ca tử vong vì COVID-19 là khoảng 300 đến 350 ca một ngày. Đến nay thì số ca tử vong xuống còn trên dưới 200 ca một ngày. Những trường hợp những trường hợp tử vong chủ yếu là người mắc bệnh nền, người già, trong đó phần lớn trên 70% là những người chưa tiêm vaccine. Hiện nay số ca bệnh nặng giảm sâu, giảm đến 2/3 so với thời kỳ đỉnh dịch tại thành phố Hồ Chí Minh có 85% trường hợp tử vong là chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ hai mũi vắc phòng COVID-19. Cập nhật trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 cho thấy, đến 14 giờ ngày 21 tháng 1, Việt Nam đã tiêm hơn 173,7 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó, ngày 20 tháng 1, cả nước đã tiêm gần 1 triệu liều vaccine. Trong tổng số 209,6 triệu liều đã tiếp nhận, đã phân bổ 190,5 triệu liều, còn khoảng 19,1 triệu liều chưa phân bổ, do mới được tiếp nhận cần tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng và xuất xưởng vaccine. Bộ Y tế đề nghị các địa phương hoàn thành tiêm đủ liều cơ bản vaccine phòng COVID-19 cho người từ 12 tuổi trở lên trong tháng 1 năm nay và liều bổ sung nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên theo công văn số 10722 ngày 17 tháng 12 năm 2021 về tiêm vaccine phòng COVID-19 liều cơ bản và liều nhắc lại trong quý 1 năm nay giả soát không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vaccine COVID-19. Bộ Y tế cho biết Việt Nam đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi từ tháng 11 năm 2021 bằng vaccine Pfizer. Công tác tiêm chủng cho trẻ chủ yếu được triển khai tại các nhà trường. Đến nay, thì số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 15.311.444 liều, trong đó mũi 1 là 8.214.732 liều và mũi 2 là 7.096.712 liều. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn vừa ký văn bản gửi các đơn vị hàng không yêu cầu triển khai quy định mới về tiêu chuẩn, điều kiện hành khách tổ bay trên chuyến bay nội địa chở khách thường lệ. Trường hợp hành khách cư trú lưu trú trước chuyến bay tại địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa hoặc hành khách trên chuyến bay xuất phát từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa cần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay. Cùng với đó, hành khách phải thực hiện khai báo y tế theo quy định, sử dụng ứng dụng PC-COVID, chịu trách nhiệm tính trung thực của các thông tin khai báo. Hành khách không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, rát họng, mất vị giác. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam đảm bảo các chuyến bay được khai thác an toàn, điều phối các chuyến bay hợp lý, không xảy ra tình trạng ùn ứ tại các cảng hàng không, đảm bảo hiệu quả phòng chống dịch COVID-19, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có. Bộ Giao thông Vận tải cũng vừa có công văn gửi Bộ Y tế về hướng dẫn quy định xét nghiệm COVID-19 đối với phi công, tiếp viên khi làm nhiệm vụ trên các chuyến bay nội địa, và đối với trẻ em dưới 12 tuổi khi đi máy bay, do thời gian gấp, Bộ Giao thông Vận tải mong sớm nhận được câu trả lời của Bộ Y tế trước ngày 22 tháng 1 để triển khai và thực hiện. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã nhận được công văn của Tổng công ty Hàng không Việt Nam về đề xuất xem xét không áp dụng quy định về lấy mẫu xét nghiệm đối với phi công, tiếp viên khi làm nhiệm vụ trên các chuyến bay nội địa và đề nghị xem xét việc bỏ quy định xét nghiệm đối với trẻ dưới 12 tuổi khi đi máy bay. Ngày 21 tháng 1, Vietnam Airlines đã chính thức thông báo triển khai kế hoạch khôi phục các đường bay thường lệ giữa Việt Nam và các nước Nga, Anh, Pháp, Đức. Hãng đã lên kế hoạch khai thác trở lại đường bay thường lệ đến châu Âu từ ngày 24 tháng 1. Chuyến bay thường lệ đầu tiên từ Hà Nội đến London Anh qua Paris của Pháp rồi trở về Hà Nội ngày 27 tháng 1, hãng tiếp tục khai thác chuyến bay thường lệ đầu tiên giữa Hà Nội và Frankfurt của Đức đường bay giữa Hà Nội và Moscow của nga với tần suất một chuyến một tuần bắt đầu từ ngày 29 tháng 1. Từ ngày mùng 8 tháng 2, các chuyến bay từ Hà Nội đến Moscow sẽ khởi hành vào thứ 6 hàng tuần và chiều ngược lại vào thứ 7 hàng tuần. Từ ngày mùng 8 tháng 2, lịch bay đến các nước Anh, Pháp, Đức sẽ được triển khai cố định theo hai tuyến đường bay. Tất cả chuyến bay giữa Việt Nam và châu đều được Vietnam Airlines thực hiện bằng các dòng tàu bay thân rộng là Boeing 787 và Airbus A350. Vietnam Airlines cũng lưu ý hành khách cần tìm hiểu thông tin và đảm bảo đáp ứng các quy định về nhập cảnh tại điểm đến những yêu cầu khai báo y tế, xét nghiệm COVID-19, tình trạng tiêm chủng hoặc khỏi bệnh COVID-19, nơi lưu trú tại điểm đến và thời gian theo dõi sức khỏe. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong đợt dịch thứ tư vừa qua, hơn 80% bệnh nhân F0 đều có hội chứng hậu COVID-19. Nhìn chung thì các hội chứng hậu COVID-19 xuất hiện khi bệnh nhân nằm viện từ 3 đến 6 tháng sau khi bệnh nhân âm tính trở lại hoặc điều trị tại nhà. Sở Y tế thành phố đã có chỉ đạo các bệnh viện từ trung ương đóng trên địa bàn đến các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, tùy khả năng mỗi bệnh viện để tham gia thành lập các trung tâm, khoa điều trị hay đơn vị hoặc phòng khám hậu COVID-19 điều trị và phục hồi cho bệnh nhân. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong học kỳ 2, hiệu trưởng các trường trung học cơ sở có thể tăng cường thời gian học tập trực tiếp với điều kiện an toàn. Đối với học sinh khối 6, 7, 8 có thể kéo dài thời gian kết thúc năm học đến ngày 15 tháng 6. Riêng đối với học sinh lớp 6 khi quay trở lại trường, các trường dạy nội dung cốt lõi thì chỉ kiểm tra nút cốt lõi, không gây căng thẳng cho học sinh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh vừa ký ban hành chỉ thị số 13 về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022. Chỉ thị yêu cầu không đặt ra những quy định về phòng chống dịch trái với hướng dẫn quy định của Chính phủ, Bộ Y tế gây khó khăn cho người dân, nhất là trong dịp về quê ăn Tết tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán nhân dần năm 2022, dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, tăng cường giám sát dịch bệnh tại các địa bàn khu vực có nguy cơ cao, tổ chức lực lượng phòng chống dịch, đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, chủ động thực hiện phương án kịch bản cấp độ cao, sẵn sàng cho mọi tình huống phát sinh theo nguyên tắc bốn tại chỗ, không để bị động bất ngờ. Cũng tại chỉ thị này, Hà Nội yêu cầu người dân tiếp tục nâng cao ý thức của bản thân đối với cộng đồng, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trong đó thực hiện nghiêm thông điệp 5K, khuyến cáo người cao tuổi, người có bệnh nền, người có nguy cơ cao hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người khi không cần thiết. Quận Ba Đình vừa phối hợp với Bệnh viện Phổ Trung ương, triển khai mã QR khai báo F0 và theo dõi sức khỏe cho người dân. F0 sau khi nhận quyết định điều trị tại nhà sẽ được nhân viên y tế phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình gửi 3 mã QR. Mã đầu tiên là để f không tham gia nhóm Zalo nhận tư vấn của các bác sĩ bệnh viện Phổi Trung ương. Mã màu tím là để người bệnh khai báo đồng ý tham gia chương trình cấp phát thuốc miễn phí tại nhà. Mã màu cam để người bệnh tự cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ra văn bản hủy bỏ việc yêu cầu người dân từ vùng dịch cấp độ 3 và 4 phải cách ly tập trung từ 7 đến 14 ngày khi về tỉnh. Theo đó, người dân khi trở về địa phương chỉ cần khai báo di chuyển nội địa trên ứng dụng BC COVID và đến ngay trạm y tế cơ sở để được xét nghiệm nhanh hoặc tự xét nghiệm tại nhà và thông báo kết quả đến cơ quan y tế nơi ở hoặc ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp xã, phường. Ngoài ra, người dân chủ động theo dõi, sức khỏe, thực hiện nghiêm 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế và khuyến khích xét nghiệm nhanh 2 ngày một lần. Quý vị đang theo dõi chương trình Học tin Việt Nam trên kênh truyền hình SCTV8 VTV. Phần tiếp theo của chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau. Các ngân hàng nước ngoài đánh giá tích cực triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam. EU tăng cường các biện pháp kiểm soát đối với mỹ ăn liền từ Việt Nam. hà nội yêu cầu thu hồi hơn 983 triệu tiền quỹ bảo hiểm y tế do các bệnh viện chi sai. Chuyên mục tâm điểm, liệu đã hết khó khăn đối với các doanh nghiệp bất động sản? Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 9 tỉnh để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán nhâm dân và giáp hạt đầu năm 2022 và nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Cụ thể thì Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 3.738,48 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định. Bên cạnh đó xuất cấp không thu tiền 9.877,875 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Tây Ninh, Cao Bằng, Phú Yên, Ninh Thuận, Nghệ An, Gia Lai và Quảng Bình để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán nhân dân và giáp hạt đầu năm 2022. Một nghiên cứu mới đây của Trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, Việt Nam có 7 điểm sáng về kinh tế trong năm 2021 và những điểm sáng này là động lực cho sự phát triển của năm 2022. Nền kinh tế phục hồi nhanh vào thời điểm trước và sau đợt dịch thứ tư là điểm sáng đầu tiên, tiếp đó là khả năng ứng phó sức sống của các doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện khắc nghiệt của dịch bệnh COVID-19. Trong năm 2021, khu vực nông nghiệp tiếp tục phát huy vai trò bệ đỡ của nền kinh tế và đây là điểm nổi bật thứ ba. Thứ tư là trong năm 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã đạt mức kỷ lục mới với tổng giá trị 668,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,6% so với năm 2020. Thứ năm là lĩnh vực đầu tư nước ngoài FDI theo bộ kế hoạch và đầu tư tính tới ngày 20 tháng 12 năm 2021, tổng vốn FDI vào Việt Nam đạt 31,15 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,2% so với năm 2020. Phát triển kinh tế số được coi là điểm nhấn thứ 6 của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2021, điểm sáng thứ 7 là việc bảo vệ sức khỏe, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân được quan tâm, nên sản xuất kinh doanh được duy trì để có nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Trang Fiery to Fashion của Mỹ mới đây đã đưa tin một số tổ chức tài chính nước ngoài đã đưa ra những dự đoán tương đối tích cực cho nền kinh tế Việt Nam vào năm 2022. Nhận định nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục phục hồi vào năm 2022 khi đại dịch được đẩy lùi, ngân hàng Standard Charter dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam là mức 6,7% trong năm 2022 và đạt 7% trong năm 2023. Trong báo cáo về Việt Nam gần đây, ngân hàng HSBC cũng nhận định, sau 2 năm tăng trưởng chậm lại, nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng tốc và ước đạt 6,5% vào năm 2022. HSBC lưu ý rằng, trở ngại lớn nhất mà Việt Nam cần chú ý hiện nay là đợt bùng phát COVID-19 đang diễn ra, song nhấn mạnh tỷ lệ tiêm chủng được cải thiện đáng kể, đủ để tránh phải tái áp dụng giãn cách xã hội là yếu tố đáng khích lệ của Việt Nam. Vụ quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh cá nhân thuộc Tổng Cục Thuế cho biết, theo quy định hiện hành, ngành thuế đang thực hiện thu thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuyên biên giới thông qua các tổ chức tại Việt Nam, thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài với số thu trung bình trên 1.000 tỷ đồng một năm. Từ năm 2018 đến hết tháng 10 năm 2021, các đơn vị này đã khai nộp thuế với tổng số tiền là 4.263,82 tỷ đồng, trong đó một số tập đoàn lớn như Facebook là 1.641,75 tỷ đồng, Google là 1.573,24 tỷ đồng, Microsoft là 560,67 tỷ đồng. Năm 2020, số thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới đạt 1.143,8 tỷ đồng. Ngày 21 tháng 1, Tổng cục Quản lý Thị trường thuộc Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tuyến kết hợp với trực tiếp. Tại hội nghị, thì Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chỉ đạo toàn ngành phải sốc lại kỳ cương, nguyên tắc trong chỉ đạo, điều hành, ý thức chấp hành trong lực lượng, đặc biệt phải xử lý nghiêm các sai phạm để gian đe. Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết năm 2021 trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 kéo dài, tình hình buôn lậu gian lận thương mại trong và sau dịch diễn biến phức tạp, nhưng lực lượng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan lực lượng chức năng trong việc chia sẻ thông tin, xây dựng phương án kế hoạch đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong đó, nhiều vụ việc lớn phức tạp đã được lực lượng quản lý thị trường và lực lượng công an phối hợp kiểm tra xử lý. Tính chung cả năm 2021, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã phát hiện xử lý 41.375 vụ vi phạm, ước thu nộp ngân sách gần 430 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là sản xuất kinh doanh hàng nghiệp lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, các hành vi đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý trong cao điểm dịch bệnh qua số tiền xử phạt vi phạm hành chính cho thấy rõ các hành vi, lĩnh vực vi phạm luôn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp khó lường. Năm 2021, tổng cục tiếp tục tấn công, triệt phá nhiều đường dây ổ nhóm về buôn lậu ra lận thương mại và hàng giả lớn, phức tạp, phối hợp khá tốt với các lực lượng chức năng xử lý các vụ việc có dấu hiệu phạm tội. Những chiến công của lực lượng quản lý thị trường đã góp phần đảm bảo các hoạt động thương mại diễn ra bình thường ngay cả trong bối cảnh giãn cách do đại dịch lực lượng đóng góp vai trò khá rõ trong tiêu thụ nông sản tới vụ, thương mại điện tử bước đầu khá lành mạnh, hiệu quả. Từ những tồn tại của lực lượng trong năm, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho rằng trong thời gian tới sẽ có nhiều FTA được thực thi, nên các hoạt động thương mại giao thương sẽ diễn ra ngày càng sôi động phức tạp, tình trạng buôn lậu hàng giả, hàng kém chất lượng ngày càng tinh vi, thương mại điện tử ngày càng chiếm tỷ trọng lớn, nên quản lý thị trường phải tham mưu để có quy định chế tài xử lý khi có tổ chức cá nhân vi phạm. Song song với đó, trong năm 2022 để công tác đấu tranh ngăn chặn hàng giả ra lẫn thương mại vi phạm sở hữu trí tuệ đạt được hiệu quả cao hơn nữa, trước hết người đứng đầu của ngành công thường đề nghị lực lượng quản lý thị trường cần thường xuyên phổ biến quán triệt thật sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Theo số liệu mới nhất vừa được Tổng cục Hải quan công bố, trong 15 ngày đầu năm 2022, thì tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 27,55 tỷ đô la Mỹ, giảm 20,7% tương ứng giảm 7,21 tỷ đô la Mỹ so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 12 năm 2021. Đáng chú ý trị giá xuất khẩu hàng hóa trong nửa đầu tháng 1 giảm so với cả nửa cuối tháng 12 năm ngoái ở một số nhóm hàng như máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 1,21 tỷ đô la Mỹ, tương ứng giảm 43,5% điện thoại các loại và linh kiện giảm 1,2 tỷ đô la Mỹ, tương ứng giảm 39,5%, hàng dệt may giảm 576 triệu đô la Mỹ, tương ứng giảm 28,5%. Theo thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, mặt hàng mỹ ăn liền của Việt Nam đã được bổ sung thêm vào danh sách kiểm tra, bên cạnh mặt hàng thanh long và EU tăng tần suất kiểm tra lên đến 20% đối với cả hai mặt hàng này từ Việt Nam. Theo cơ quan thương mại quốc tế, trị giá nhập khẩu mì ăn liền của Đan Mạch và Thụy Điển từ Việt Nam trong năm 2020 lần lượt là 494.000 đô la Mỹ và 1,4 triệu đô la Mỹ. Do vậy thì việc gia tăng kiểm tra này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp Việt. Cũng theo thông vụ Việt Nam tại Thụy Điển, mặt hàng mì ăn liền của Việt Nam kiểm tra liên quan đến ethylene oxide trong sản phẩm Do vậy, các doanh nghiệp xuất khẩu sang Bắc Âu nói riêng và châu Âu nói chung cần chú ý đảm bảo theo đúng quy định mức dư lượng của EU đã đưa ra. Dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng các hoạt động thương mại trên thế giới không thể ngưng trệ, thậm chí còn tăng mạnh hơn bởi nhu cầu tiêu dùng và dự trữ các mặt hàng thực lương thực thực phẩm tăng. Bên cạnh giá bán cao, nhu cầu của thế giới cũng là một trong những lý do năm 2021 xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn đạt 3,27 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 5% so với năm trước đó. Ngoài ra chất lượng gạo cũng là lý do khiến gạo Việt ngày càng được người tiêu dùng trên thế giới ưa chuộng. Kể từ ngày 21 tháng 2, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các doanh nghiệp có tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải, người điều khiển phương tiện xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị bắt buộc phải thực hiện khai báo trên nền tảng cửa khẩu số. Đối với những trường hợp không thực hiện khai báo trên nền tảng này, thì các lực lượng chức năng sẽ tạm thời dừng hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải đến khi thực hiện khai báo trên nền tảng cửa khẩu số. Bên cạnh đó, thì từ 8 đến 10 giờ hàng ngày, kể từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 20 tháng 2, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị các doanh nghiệp có tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải, người điều khiển phương tiện xuất nhập khẩu qua cửa khẩu hữu nghị thì chủ động bố trí thời gian tham gia tập huấn, hỗ trợ hướng dẫn thực hiện sử dụng nền tảng cửa khẩu số. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua đã yêu cầu thu hồi quỹ bảo hiểm y tế do các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chi sai quy định với số tiền là 983,2 triệu đồng. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cũng đã thanh tra, phối hợp thanh tra liên ngành, xử phạt, kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đối với 5 đơn vị chơi ì nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền là 600 triệu đồng và một đơn vị làm giả nội dung hồ sơ bảo hiểm xã hội để trục lợi với số tiền là 120 triệu đồng.